Sau khi bắt một thằng trộm manh động, nhớ nghe chị Thảo lại ra ngoài bờ kè ngồi chờ cùng những đi câu ấy. Mồi thả rồi thì cả phải cần câu thôi. Chờ một lúc thì thằng trộm nó cũng đã xuất hiện. Lần này tưởng là bờ ăn nên nó câu rõ ra đi ra sau. Thời buổi cơm cao gạo kém mà được ăn cả ngà thì bị cắm thôi. Rồi giờ thì cũng cao hơn trọc thôi.